chưa có một cái nước nào trên thế giới dám đụng vào cái chuyện vàng như chúng ta định làm. Thí dụ vì chúng ta mua vàng như các bác ấy nói bán ra, đang lo phải huy động trả 2-3% dân chúng, chuyện nhỏ. Nhưng mà bác Dũng vừa nói cho chúng ta là năm tới, thấy là 13-14, thấy giá vàng có thể lên 2.500 và còn có thể cao hơn theo ý tôi. Tôi đồng ý hết sức về cái giá đó. Cái giá mà tôi trình bày trong cái bài của tôi chút nữa là tương đương với năm 80, lúc nó là 850, đó là bây giờ là 2.400 chứ không phải 2.500, tính xác. Thí dụ như bây giờ vàng nó lên thật từ 1.700 đến 2.500, được cái vấn đề chính đâu phải cái lãi suất 1-2% trả dân chúng. Anh bán vàng lên tiền Việt thì mai mốt anh lấy đâu trả cho dân chúng, lúc đấy nó đòi. Lúc vàng lên 2 thì ngân hàng cười trừ à? Thì ngân hàng thương mại thì cười trừ thật vì nó trốn. Chứ riêng ông ngân hàng nhà nước thì bỏ sừ, không ai nghĩ đến chuyện đó. Thì dám chơi vào vàng là cái kinh hồn lắm. Mà nói thật quý vị, xứ chúng ta hàng ngày ngổn ngang trăm bề tỷ giá lãi suất lo không xong, bây giờ đi quản lý luôn cái thị trường vàng. Mà theo tôi ước lượng 500 tấn không đúng, theo tôi là phải 1.000 tấn, vì nãy cái số anh bán ra chỉ trong vòng gần năm là 700 tấn. Nhưng mà các quý vị biết từ ngàn xưa, bao nhiêu năm nay chúng ta đã đem biết bao nhiêu vàng từ Lào rồi gì về, nó nhiều hơn nhiều. Cái thời gian anh bán nói có 700 tấn đúng không? Thế còn trước bây giờ, trước khi ông ấy đẻ ra, trước khi hãng ông có, không có tí vàng nào trong nước Việt Nam à?